Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khối không khí lạnh tiếp tục bổ sung thêm với cường độ yếu và lệch đông, nên ở Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Về nhiệt độ thì trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 13 cho tới 16 độ. Vùng núi dao động từ 11 tới 13 độ, có nơi dưới 9 độ. Vào trưa và đầu giờ chiều, trời vẫn nhiều mây với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 17 tới 20 độ. Riêng tại khu Tây Bắc sẽ tăng cao trên ngưỡng 23 độ. Dự báo đợt rét này tại Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11 tháng 2. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, từ gần sáng nay, ở các tỉnh thành phố miền Trung, vùng từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế sẽ có mưa trở lại. Dù lượng mưa không lớn nhưng với tình trạng mây nhiều suốt cả ngày thì nền nhiệt hôm nay ở đây sẽ giảm nhẹ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mức nhiệt giảm xuống còn từ 18 cho tới 19 độ. Quảng Bình đến Quảng Trị có mức nhiệt là từ 19 cho tới 21 độ. Còn tại khu vực Thừa Thiên Huế, dao động với mức nhiệt từ 22 cho tới 23 độ. Với các tỉnh từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, trời vẫn có nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ cao từ 25 cho tới 28 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận, trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ dao động từ 28 cho tới 31 độ. Ở phía Nam, chiều và tối nay, khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa dông trái mùa, cục bộ có nơi có mưa dông mạnh. Mưa trái mùa sẽ làm cho tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực Nam Bộ giảm đi đáng kể, đồng thời nó cũng giúp cho nền nhiệt ngày không còn quá cao. Ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ là từ 33 tới 34 độ, còn miền Tây mức nhiệt sẽ là từ 32 tới 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, hôm nay cũng sẽ có mưa trái mùa, cục bộ về chiều tập trung ở khu vực phía Nam. Nhiệt độ ngày ở đây dao động trong ngưỡng từ 27 cho tới 30 độ.